Sự thật đằng sau status trên Facebook của Tiến Dũng bị gắn mác mắc bệnh ngôi sao khiến triệu người tranh cãi. Hơn 1.000 bình luận tranh cãi kịch liệt về Bùi Tiến Dũng của hiện tại sau khi sở hữu thành công nhất định. Có thể nói ngay cả showbiz Việt cũng chưa một lần chứng kiến bất cứ nghệ sĩ nào có lượng người theo dõi tăng vọt khủng khiếp như ngôi sao sân cỏ hàng đầu hiện nay, Bùi Tiến Dũng. Từ một trang cá nhân ít ai biết, sau trận bán kết và chung kết, thủ môn U23 Việt Nam đã sở hữu hơn 2,7 triệu lượt follow. Trang Facebook này cũng đã nhận được dấu tích xanh, chứng minh quyền sở hữu chính chủ của Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, chính điều đó lại bị xem như con dao hai lưỡi, ảnh hưởng lớn tới hình ảnh, danh tiếng và lòng mến mộ của khán giả dành cho chàng trai quê Thanh Hóa. Ít giờ trước, Bùi Tiến Dũng cũng đăng tải một dòng status cảnh báo dân mạng về sự xuất hiện của nhiều Facebook ảo trùng tên mình. Thủ môn 21 tuổi còn kêu gọi mọi người hãy tham gia vào một nhóm mới nhằm xây dựng cộng đồng yêu bóng đá. Bên dưới, hơn 1.000 bình luận nổ ra tranh cãi kịch liệt, trong đó đa số đều bày tỏ sự không hài lòng trước sự chuyên nghiệp quá đà này. Mọi người biết đến Dũng và tin yêu, muốn theo dõi một Bùi Tiến Dũng chất phát mộc mạc của ngày hôm qua hơn hiện tại. Status đang gây tranh cãi trên Facebook của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Một nhân vật thuộc ekip quản lý truyền thông của thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết họ đã quen biết và từng hỗ trợ Bùi Tiến Dũng cùng một số cầu thủ khác từ khi họ chưa tham gia giải đấu này. Khi cộng đồng chưa quan tâm Bùi Tiến Dũng là ai nên dư luận không thể nói ekip là những người cơ hội. Ngoài ra, việc làm tích xanh không phải cứ bừa ai cũng làm cho họ, các cầu thủ phải được họ chấp nhận và cung cấp nhiều giấy tờ cá nhân. Những cầu thủ khác dù rất quý và rất muốn cũng phải chờ họ đồng ý ủy quyền mới là được. Mà họ thì trực thuộc người quản lý khác nên không phải muốn là được. Bên cạnh đó, theo một số thông tin hành lang, những bài viết trước khi đăng trên trang Bùi Tiến Dũng đều được thủ môn xem trước và đồng ý đăng tải. Một số bình luận tiêu biểu dưới bài đăng của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Bị đào bới chuyện yêu đương với Công Phượng, Hòa Minzy công khai bạn trai mới. Trong khi tình cũ Công Phượng bị lãng quên ngày trở về, thì Hòa Minzy đang hạnh phúc bên người yêu mới. Nữ ca sĩ Hòa Minzy từng có mối tình khá ồn ào với danh thủ Công Phượng. Sau khi chia tay, nữ ca sĩ bị tổn thương khá nhiều và dành tất cả thời gian của mình cho công việc. Sau gần một năm, Hòa Minzy vừa tiết lộ đã có người yêu mới là doanh nhân. Mới đây trên trang cá nhân Instagram, người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi nữ ca sĩ up hai bức hình lên story về một người lạ mặt đang trò chuyện FaceTime cùng cô. Điểm đặc biệt ở chỗ, Hòa Minzy lại khéo léo che mặt đối phương bằng hình sticker, khiến người xem càng thêm tò mò về danh tính của người này. Hình ảnh này được Hòa Minzy chia sẻ trên trang Instagram cá nhân của mình. Cũng từ khi chia tay với Công Phượng, Hòa Minzy tập trung thời gian và sức lực vào các hoạt động nghệ thuật. Với tính cách tưng tửng dễ thương của nữ ca sĩ, sở hữu lượng fan đông đảo. Chia sẻ về người yêu mới, Hòa Minzy cảm thấy may mắn khi một nửa là một người tuyệt vời có lòng nhân ái tri thức và sẵn sàng chia sẻ với quá khứ của bạn gái. Cả hai đang tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, Hòa Minzy cũng khẳng định sẽ không tiết lộ danh tính của người yêu mới để tránh những ồn ào thị phi trong showbiz. Khẳng định thêm về chuyện tình yêu, Hòa Minzy cho hay, nhiều người cho rằng nghệ sĩ rất bay bổng, yêu không yêu cũng được, cưới không cưới cũng chả sao, nhưng tôi thì không phải như thế. Ngay bây giờ có thể chỉ mới 21 tuổi, nhưng tôi đã sẵn sàng để kết hôn, có thể đảm đang mọi thứ trong gia đình, thích chăm sóc người khác. Tuy nhiên tôi không quá quan trọng chuyện này, có thể vẫn yêu, sống cùng, sinh con, rồi sau đó cưới cũng được. Sau cùng dù đau khổ 100 lần, tôi vẫn muốn yêu, vẫn thích yêu. Và mỗi lần yêu đều như lần đầu, chỉ muốn lúc nào cũng được ở bên quấn quýt người ấy. Chỉ thấy đáng thương cho người bên cạnh mình vì họ không được yêu một cách bình thường. Đặc biệt sau khi giảm cân thành công, giọng ca ăn gì đây ngày càng xinh đẹp và theo đuổi hình tượng nữ tính hơn. Sau bao năm giấu kín, Lương Bích Hữu đã công khai hình ảnh con gái với Khánh Đơn. Hơn 2 năm giấu kín hình ảnh của con, cuối cùng nữ ca sĩ Lương Bích Hữu cũng chịu công khai bé gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Lương Bích Hữu từng có mối tình với Khánh Đơn, nam ca sĩ còn cầu hôn Bích Hữu trên một sân khấu vào đầu năm 2015. Tuy nhiên, cả hai đã chia tay sau khi Lương Bích Hữu sinh con. Lương Bích Hữu từng yêu ca sĩ Khánh Đơn. Hình ảnh con gái lúc mới sinh mà Lương Bích Hữu gửi cho Khánh Đơn. Khánh Đơn từng tiết lộ rằng anh chỉ nhìn thấy con qua hình ảnh nữ ca sĩ gửi về. Thậm chí sau khi chia tay, Lương Bích Hữu cũng không cho anh gặp con. Ngoài ra, trên Facebook cá nhân, cô cũng giấu không chia sẻ hình ảnh hay bất cứ thông tin gì về con gái. Mới đây, Lương Bích Hữu bất ngờ khoe hình ảnh của con gái cùng lời chia sẻ. Con gái đẹp hay mami đẹp,
Theo ý kiến cá nhân, cả hai đều đẹp. Do giấu con quá lâu, nên nhiều người còn bất ngờ không biết Lương Bích Hủ có con lúc nào. Lương Bích Hủ khoe con gái đã lớn rất đáng yêu và xinh xắn. Hai mẹ con cùng nhau vui vẻ tạo dáng chụp ảnh. Sau nhiều ngày buồn bã, Công Phượng cũng chính thức treo status về U23, đọc mà nhói lòng. Cuối cùng thì Công Phượng cũng đã chịu lên tiếng, vào đọc mà xót xa, thương chàng cầu thủ này quá. Dư âm chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trong giải vô địch bóng đá U23 châu Á đến tận hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi các cầu thủ hầu như đã về quê nhà nghỉ ngơi sau những ngày thi đấu mệt mỏi, thì các thông tin về họ vẫn được cập nhật rộng rãi trên báo chí, các phương tiện truyền thông và thậm chí là cả mạng xã hội. Không thể phủ nhận rằng ba cái tên Xuân Trường, Bùi Tiến Dũng, Quang Hải đã được quan tâm đặc biệt trong thời gian qua. Chính vì thế, nhiều người đã phát hiện ra và cho rằng trong suốt thời gian qua, Công Phượng đã rất buồn. Cụ thể khi lên máy bay về Việt Nam, anh chàng tỏ ra rất buồn và mệt mỏi. Hơn nữa khi về đến Việt Nam, sự quan tâm của mọi người hầu như đổ dồn về người khác mà không phải là anh. Có ý kiến cho rằng Công Phượng buồn vì bị cho là phong độ mùa này giảm sút, thi đấu không được tốt và không gặt hái được nhiều thành công. Sau một thời gian ngắn im lặng thì cuối cùng Công Phượng cũng đã treo status trên fanpage của mình. Cảm xúc của anh bây giờ vẫn rất bất ngờ, hạnh phúc, biết ơn và vô cùng tự hào. Có quá nhiều cảm xúc trong anh, tất cả đều đong đầy và anh không biết nói gì hơn là gửi lời cảm ơn chân thành tới mọi người vì đã động viên, cổ vũ, ở bên anh lúc khó khăn nhất. Không ngủ quên trên chiến thắng, Công Phượng vẫn hứa sẽ nỗ lực hơn và trưởng thành hơn nữa để không phụ lòng mong đợi của mọi người. Sau bao ngày im lặng, cuối cùng Công Phượng cũng đã chia sẻ cảm xúc của mình. Anh không quên những kỷ niệm về giải đấu lần này. Hình ảnh của anh được chào đón ở quê hương. Công Phượng được người dân vây kín. Quê hương rất tự hào về chàng trai này. Trước đó, từ lúc chuẩn bị về Việt Nam, người ta đã thấy chàng danh thủ thẫn thờ, không hào hứng nói chuyện với mọi người. Anh ngồi lặng lẽ một góc, lặng lẽ làm bạn với tai nghe. Có thể thấy gương mặt chẳng chút hào hứng của Công Phượng. Trong khi Hồng Duy cười phơ lớ, thì phía sau Công Phượng ngồi nhìn xa xăm. Thỉnh thoảng anh mới bỏ tai nghe ra để trò chuyện. Có thể thấy anh chàng tập trung cao độ vào nghe nhạc, dường như không để ý tới không khí sôi động xung quanh. Có lúc mệt mỏi, Công Phượng đã ngủ thiếp đi, nhìn ai cũng thương. Lúc lên máy bay, Công Phượng vẫn chọn cho mình một góc riêng. Các fan của anh thực sự đã rất đau lòng khi thấy những hình ảnh này. Thậm chí lúc xuống sân bay Nội Bài, gương mặt Công Phượng vẫn ủ rũ. Trong khi các bạn có bố mẹ ra đón, còn Công Phượng thì lại lạc lõng và cô đơn. Đông người vây quanh, nhưng có lẽ Công Phượng đang cảm thấy lạc lõng, tâm hồn anh không biết đang ở nơi đâu. Vừa qua khi ra sân vận động Mỹ Đình, gương mặt của chàng cầu thủ vẫn chưa có nhiều thay đổi. Vô số phần thưởng ngoài tiền mặt của U23, xe hơi, nhà cửa, hàng hiệu trang trề, quà riêng của Quang Hải Tiến Dũng thì quá choáng. Các cầu thủ tài năng thực sự đổi đời sau giải đấu mang tính chất lịch sử này. Bên cạnh phần thưởng vô giá là tình yêu to lớn của hơn 90 triệu người dân Việt Nam, đội tuyển U23 còn nhận được rất nhiều quà vật chất ý nghĩa đến từ các công ty, doanh nghiệp, ban ngành. Cơn địa chấn chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước nhà do các chàng trai tạo ra đã khơi dậy sự phấn khích cũng như niềm tin rất lớn của các doanh nhân, nhà tài trợ. Tất cả đều mong chờ vào sự khởi sắc của nền thể thao nước nhà. Ngoài hàng chục tỷ tiền mặt, các cầu thủ còn hứa hẹn sẽ sở hữu những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp dài hạn với phòng hạng sang trải dài từ Bắc, Trung, Nam. Trang phục hàng hiệu, thiết bị điện tử, điển hình là điện thoại thông minh, học bổng tiếng Anh, học phí lái xe, dịch vụ hàng không miễn phí trong vòng 1 năm, vô số gói bảo hiểm, voucher mua nhà, thẻ tập VIP, dùng bữa miễn phí, gói cước sử dụng điện thoại di động trị giá hàng tỷ đồng. Công ty BNG sẽ chế tác huy chương vàng thật để trao tặng cho các cầu thủ. Công ty Sony Việt Nam trao tặng quà giá trị hơn 3,5 tỷ đồng. Riêng một công ty du lịch sẵn sàng tặng Quang Hải và Bùi Tiến Dũng thủ môn một chuyến du lịch tới thiên đường hạ giới Maldives trị giá 60 triệu một người. Chưa hết, Quang Hải tiếp tục được nhận riêng một chuyến du lịch Bồ Đào Nha. Công ty LG dành tặng chiếc TV 65 inch cao cấp trị giá 120 triệu đồng cho Quang Hải sau bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam ở trận chung kết. Cùng chết cụ thể với bản thống kê được cho là món quà đắt đỏ sang chảnh mà các cầu thủ U23 sẽ nhận được. Cơ hội diện kiến Thủ tướng huy chương lao động hạng nhất và bằng khen chính là những món quà thiêng liêng mà tập thể U23 có được. Huấn luyện viên Park Hang-seo,
thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải được nhận huy chương lao động hạng 3. Loạt iPhone X được sắp xếp gọn gàng trước khi trao đến tay các cầu thủ. Huấn luyện viên trưởng Park được một công ty tặng thưởng xe Kia trị giá 780 triệu đồng. Chủ tịch tập đoàn City Group tặng một tuần nghỉ dưỡng Vũng Tàu bên cạnh 1 tỷ tiền mặt. Số tiền thưởng kết xù sau trận bán kết đã tăng gấp bội tới sau trận chung kết. Nữ doanh nhân Lê Vân Anh, vợ của đại gia Kim Cương, người từng là bạn trai của Hồ Ngọc Hà, cũng tuyên bố tặng mỗi cầu thủ một cặp nhẫn cưới Kim Cương trị giá 20 triệu đồng khi họ kết hôn. Thời gian liên hệ để xác nhận là 3 tháng và có giá trị vĩnh viễn. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường ngỏ ý muốn tặng thưởng riêng cho cầu thủ Hà Đức Chinh. Anh là một fan cuồng của chân sút sinh năm 1997, quê Phú Thọ. Thủ môn Tiến Dũng và tiền vệ Quang Hải thi đấu xuất sắc nên được các doanh nhân ưu ái hơn.